Bây giờ chúng ta sẽ đến với ứng dụng thứ hai của tập tin FTSS, đó là chúng ta sẽ điều hướng các thông báo lỗi. Ví dụ các bạn thấy rằng khi truy cập vào một website nào đó thì những thông báo lỗi của một website đó là những vấn đề hết sức khó chịu đối với người sử dụng, và đôi khi các trang thông báo lỗi này nó lại hiển thị những phần thông báo lỗi quá tường minh, làm cho hacker họ có thể dựa vào những thông báo lỗi này để tấn công vào website của chúng ta. Do đó chúng ta sẽ thực hiện công việc đó là điều hướng các thông báo lỗi. Chúng ta có thể tạo ra một trang thông báo lỗi cho riêng mình, giúp nó phù hợp với người sử dụng, làm cho người sử dụng họ cảm thấy dễ chịu, và cũng như chúng ta ẩn các lỗi liên quan đến hệ thống. Và việc làm này đôi khi lại giúp cho website của chúng ta tăng cường tính bảo mật hơn. Như vậy, chúng ta điều hướng thông báo lỗi bằng cách nào? Quay trở lại phần mềm Zen Studio của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ đóng hai file này lại và chúng ta sẽ tạo ra một folder mới. Ở đây tôi đặt là folder 02. Trong folder 02 này, ví dụ tôi sẽ tạo ra đó là một folder dùng để chứa các error. Tôi tạm đặt đó là folder tên là error. Bây giờ chúng ta copy. Tôi copy htaccess và index. Chúng ta copy hai file này đem qua folder 02. Ở đây nó không cho chúng ta copy, chúng ta thử refresh lại. Tiếp tục tôi vào đây, tôi copy và chúng ta paste vào folder 02. Và chúng ta thấy chúng ta có index. Tôi thử refresh lại. Chúng ta sẽ vào đó là 02. Thì các bạn thấy chúng ta truy cập hoàn toàn bình thường. Bây giờ tôi thử truy cập vào đó là index 2. Thì các bạn thấy index 2 đây là một tập tin không tồn tại. Và khi truy cập vào một tập tin không tồn tại như vậy, phần thông báo lỗi nó sẽ hiển thị. Vấn đề của chúng ta đó là thay đổi lại giao diện của phần thông báo lỗi này. Và các bạn thấy lỗi này thuộc về error 404. Như vậy, tôi sẽ thay đổi file hiển thị thông báo lỗi như sau. Chúng ta sẽ vào lại tập tin HTSS. Toàn bộ phần mã nguồn này tôi sẽ xóa nó đi. Ở đây chúng ta lít phải vào HTSS và chúng ta định dạng cho nó là UTF-8 luôn. Apply và OK. Vào lại HTSS. Bây giờ chúng ta sẽ điều hướng thông báo lỗi đó là 404. Và lỗi 404 nó thường xuất hiện bởi một trang không tồn tại hoặc là hạn chế quyền truy cập. Thì các bạn thấy đây là một ghi chú. Tôi điều hướng nó như sau: Error Document, và lỗi của chúng ta thuộc về lỗi 404. Chúng ta sẽ cho nó thay thế bằng tập tin nào? Chúng ta sẽ vào đường dẫn đó là htaccess. Folder của chúng ta là folder 02. Tiếp tục đó là file error. Ở đây là 404.html. Như vậy tôi sẽ phải tạo ra một tập tin 404.html nằm trong folder error. Tôi copy vào. Ở đây chúng ta thay đổi lại. Nó sẽ là 404. Tiếp tục tôi vào tập tin này. Ở đây chúng ta có thể để giá trị là 404. Và tôi thử refresh lại. Thì các bạn thấy trang thông báo lỗi vừa rồi nó đã biến mất. Và bây giờ nó đã hiển thị đó là 404.html. Và nội dung này chính là nội dung nằm trong tập tin HTML. Như vậy các bạn thấy chúng ta có thể dựa vào file HTSS để chúng ta điều hướng thông báo lỗi thành những tập tin mà chúng ta có thể định dạng lại cho nó đẹp mắt, và nó có thể ẩn đi các thông báo lỗi đối với hacker. Ngoài ra thì chúng ta còn một thông báo lỗi nữa, đó là 401. Nó xảy ra khi mà chúng ta đăng nhập sai hoặc truy cập vào một nội dung nào đó yêu cầu đăng nhập. Tương tự cũng vậy, error document 401, và chúng ta đưa vào file error mà chúng ta muốn hiển thị. Ví dụ ở đây là 401. Đó là ứng dụng thứ hai của tập tin HTSS. Các bạn thấy chúng ta tiếp tục với ứng dụng thứ ba, đó là nó giúp cho chúng ta thiết lập tập tin thực thi mặc định. Ở đây có nghĩa là sao? Tôi sẽ quay lại phần editor. Các bạn thấy bây giờ tôi sẽ tạo ra thêm một folder mới. Ở đây sẽ là folder 03, hoặc là chúng ta copy từ folder 02 luôn.
03. Tôi vào 03, tôi xóa đi error. ATSS chúng ta cũng xóa đi. Các bạn thấy chúng ta có index. Bây giờ tôi thử vào đó là 03. Mà chúng ta không truyền bất kỳ một giá trị file nào cả. Chúng ta chỉ ghi đó là vào 03. Và các bạn thấy khi chúng ta vào 03, nội dung xuất hiện đó là index.html. Chính là nội dung nằm trong tập tin index.html này. Hay nói cách khác, khi chúng ta vào folder 03 thì tập tin mặc định được hiển thị đó là tập tin index.html. Và câu hỏi đặt ra đó là chúng ta muốn thay đổi tập tin mặc định đó có được hay không? Câu trả lời là chúng ta có thể thực hiện được và chúng ta sử dụng ATSS để chúng ta thực hiện điều đó. Ví dụ bây giờ tôi có thêm một tập tin nữa. Ở đây là ABC chẳng hạn. Và tôi sẽ có thêm một tập tin nữa. Ví dụ tôi có một tập tin PHP. Nó có tên là index.php. Ở đây đơn giản thì chúng ta sẽ echo ra. Đó là H3. Index.php và đóng của H3 lại. Bây giờ tôi thử refresh. Thì các bạn thấy tập tin đầu tiên nó hiển thị đó là tập tin index.php. Tôi muốn rằng khi mới vừa vào và tập tin thực thi mặc định đó là tập tin ABC thì chúng ta xử lý như thế nào trong trường hợp này? Chúng ta sẽ vào tập tin ATSS và chúng ta sẽ có một phần mã nguồn như sau: directory index. Và chúng ta sẽ đưa vào tên của tập tin đó là tập tin abc.html. Tôi vào đây. Ở đây sẽ là ABC. Và bây giờ chúng ta sẽ thử refresh lại. Thì các bạn thấy nội dung hiển thị đó là abc.html. Và nội dung này chính là nội dung nằm trong tập tin abc.html của chúng ta. Và việc này chứng tỏ directory index nó giúp cho chúng ta thiết lập tập tin thực thi mặc định của một thư mục nào đó. Bây giờ tôi sẽ thử. Đó là chúng ta sẽ copy tập tin ATSS này, tôi đem ra ngoài. Và tôi xóa đi tập tin ATSS ở phía trong. Sau đó tôi thử refresh lại. Thì các bạn thấy lúc này tập tin thực thi mặc định của folder 03 vẫn là tập tin abc.html. Chúng ta thử một trường hợp khác. Ví dụ trong 02. Tôi vào lại 02. Chúng ta mở một tab mới. Ở đây tôi vào 02. Các bạn thấy nó sẽ không thực hiện tập tin index. Tại sao? Bởi vì chúng ta đã thiết lập ở tập tin ATSS nằm ở phía ngoài. Chúng ta nói rằng tập tin thực thi mặc định đó là tập tin ABC. Tôi thử xóa đi nội dung này và tôi refresh lại. Thì các bạn thấy index.html chính là tập tin mặc định nó được gọi. Và qua ví dụ này các bạn thấy chúng ta đã biết cách gọi lên một tập tin thực thi mặc định của một thư mục nào đó. Thì các bạn thấy đối với tập tin ATSS, nó sẽ ảnh hưởng đến tập tin chứa nó, đó là ATSS, và ảnh hưởng đến các tập tin con của tập tin chứa nó, tất nhiên đó là các tập tin này. Thì các bạn thấy nó đều chịu ảnh hưởng của ATSS. Như vậy chúng ta cũng thực hiện xong vấn đề đó là thiết lập tập tin mặc định. Chúng ta sẽ đến với một ứng dụng khác. Các bạn thấy ở ứng dụng thứ tư, nó giúp cho chúng ta hạn chế view thư mục. View thư mục ở đây có nghĩa là sao? Tôi sẽ quay lại phần demo. Các bạn thấy bây giờ tôi thử vào 02 và tôi xóa đi tập tin index này. Hoặc là chúng ta sẽ tạo ra một folder mới để chúng ta dễ trình bày. Ở đây là 04. Và trong 04 này tôi sẽ có đó là index. Ở đây tôi sẽ đặt là ABC. Hoặc là chúng ta sẽ có thêm các tập tin hình ảnh nào đó. Tôi sẽ đưa vào đây một tập tin hình ảnh. Và tôi sẽ thử vào folder 04. Các bạn thấy khi vào folder 04, nó sẽ hiển thị đó là tập tin abc.psp. Và tập tin tiếp theo đó là tập tin email.jpg. Đây được gọi là view một thư mục nào đó.
Chúng ta truy cập vào một đường dẫn và tất cả các tập tin hay là thư mục nằm trong thư mục đó nó sẽ hiển thị. Tôi cố tình tạo ra thêm một folder mới. Ví dụ folder ở đây là DEF chẳng hạn, và tôi refresh lại. Thì các bạn thấy DEF nó vẫn hiển thị. Vấn đề của chúng ta đó là chúng ta khi vào đường dẫn này, chúng ta không muốn hiển thị bất kỳ một tập tin nào hay là bất kỳ một folder nào nằm trong đường dẫn này. Thì chúng ta thực hiện như thế nào? Bởi vì các bạn thấy đôi khi dựa vào đường dẫn này mà người dùng họ thấy các tập tin của chúng ta thì đây là một vấn đề không hay. Và dựa vào đó họ sẽ suy luận ra được cấu trúc tập tin, cấu trúc dự án cũng như là các lỗ hổng của website để họ có thể tấn công vào. Và tốt nhất thì chúng ta cũng không cho người ta họ xem danh sách các tập tin trong một đường dẫn nào đó. Cách thực hiện thông thường đó là chúng ta sẽ đặt vào đây một tập tin, đó là tập tin index.html. Và tôi sẽ xuất ra kết quả. Ở đây đơn giản là index.html. Chúng ta refresh lại. Thì các bạn thấy trong trường hợp này người dùng họ không thể xem các tập tin, các thư mục nằm trong đường dẫn của chúng ta được nữa. Bởi vì mặc định nó đã vào file index.html. Khi chúng ta học đến HTSS thì chúng ta sẽ có một cách xử lý như sau. Tôi copy HTSS tôi đưa vào đây. Và ở HTSS chúng ta sẽ có đó là option. Và option của chúng ta đó là index. Ở đây là dấu cộng. Nếu như nó là dấu cộng thì nó sẽ cho phép người dùng họ xem tất cả các tập tin và thư mục nằm trong folder 04. Tôi refresh thì các bạn thấy các giá trị này nó đều hiển thị. Nếu như ở đây là dấu trừ, tôi refresh lại thì các bạn thấy nó sẽ không hiển thị. Và nó hiển thị một phần thông báo lỗi, đó là chúng ta không có quyền để có thể xem được cấu trúc thư mục của folder 04 này. Đây là cách đầu tiên. Chúng ta cũng có thể ghi chú lại để sau này chúng ta sử dụng nó làm nguồn tài liệu. Ví dụ ở đây, đó là không cho phép xem danh sách các tập tin. Hay chúng ta có thể ghi gọn lại đó là không cho phép view. Và chúng ta cũng có một trường hợp đó là cho phép người dùng họ view. Ở đây sẽ là cho phép view. Thì dấu trừ của index nó sẽ thay thành là dấu cộng. Ở đây tôi cũng tạo ra ghi chú. Đây là cách thứ nhất. Chúng ta còn một cách nữa. Ví dụ, ở đây tôi sử dụng đó là từ khóa index ignore. Ở đây chúng ta sẽ viết in hoa. Và index ignore của chúng ta tiếp tục chúng ta truyền vào đây dấu sao. Bây giờ tôi thử refresh lại để xem kết quả nó hiển thị như thế nào. Các bạn thấy chúng ta không có lỗi khi chúng ta vào folder 04. Tuy nhiên không có bất kỳ một tập tin nào nó hiển thị cả. Như vậy ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ không cho phép bất kỳ một tập tin nào và bất kỳ nó đại diện cho dấu sao. Bây giờ tôi muốn rằng các tập tin PSP nó không được hiển thị, còn tập tin email hay là folder DEF nó vẫn hiển thị bình thường. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ xử lý như thế này. Tôi cũng ghi chú đó là không cho phép view tất cả các tập tin. Ở đây chúng ta sẽ đóng ghi chú lại. Và bây giờ chúng ta sẽ là không cho phép view tất cả các tập tin PSP. Như vậy phần dấu sao này chúng ta thay đổi một tí. Ở đây là sao.php. Thì các bạn thấy chúng ta có một tập tin. Và tôi refresh lại. Nó chỉ hiển thị folder DF và hình ảnh email. Mà nó không hiển thị đó là tập tin abc.php. Bởi vì chúng ta đã hạn chế nó trong đó là HTSS rồi. Hoặc là nếu như chúng ta không muốn nó hiển thị email, đơn giản chúng ta thêm là sao .gbet. Tôi tiếp tục refresh lại. Thì các bạn thấy hình ảnh nó cũng không hiển thị. Và chúng ta cũng kết thúc ví dụ này tại đây. Qua ví dụ này các bạn thấy chúng ta đã tìm hiểu xong vấn đề thứ tư, đó là hạn chế view thư mục. Chúng ta sẽ tiếp tục các ứng dụng của tập tin HTSS ở các video sau.